Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Con xin được chia sẻ một bài cũng rất là ý nghĩa với tựa đề 8 điều nên học hỏi nhất trên đời. 8 điều nên học hỏi nhất trên đời. Điều thứ nhất, học cách tự vui vẻ. Học cách tự vui vẻ. Cuộc đời là của bạn. Tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Học cách tự vui vẻ. Đối với cá nhân con thì gặp chuyện buồn nha, con hãy nhìn vào gương, cười lên. Cười lên. Chuyện buồn thì là chuyện buồn, hoàn cảnh buồn thì là hoàn cảnh buồn, nhưng mình phải vui lên chứ. Mình phải vui lên để giải quyết vấn đề. Học cách tự vui vẻ. Thì đối với cá nhân con thì hay tự cười với mình à, rồi luôn luôn là tập là lúc nào cũng phải vui vẻ, gặp ai thì cũng phải cười. Đó, dĩ nhiên chúng ta không giả dối. À, ví dụ như là một cái người mà chúng ta rất là ghét, chúng ta rất là khó cười, nhưng mà chúng ta gặp họ thì chúng ta cũng cố gắng cười và cũng nhủ với lòng mình rằng lạy Chúa, xin cho con yêu được người đó để nụ cười của con không giả dối với họ. À, điều thứ nhất, 8 cách nên học. Thứ nhất là học cách tự vui vẻ. Chúng ta hình như là có một cái câu danh ngôn đó là một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Thánh là phải vui. Thế thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải vui để giải quyết. Và ngày mai đây nếu như chúng ta có gặp mà đau ốm bệnh tật thì cũng xin Chúa cho chúng ta cũng phải vui vẻ nha. Học cách tự vui vẻ. 2. Học cách tự chăm sóc chính bản thân mình. Không ai có thể nâng đỡ chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân để thấy được giá trị của mình. Hãy học cách tự chăm sóc. Chúng con là những người đi tu thì ngay từ khi bước chân vào nhà dòng thì chúng con đã phải tự chăm sóc bản thân mình rồi. Và đối với cá nhân con thì bắt lên lớp 10 thì con đã xa gia đình rồi. Thì con tự cái hoàn cảnh nó cũng khiến con phải biết tự lo cho bản thân mình. Mình có thể tự đi chợ, tự nấu ăn, tự lo. Ví dụ mình đói thì mình có thể tự kiếm cái gì đó để mình ăn. Đau ốm bệnh tật thì mình có thể tự đi bệnh viện. Rồi có những cái vết thương hay là thế này thế khác mình phải tự biết chăm sóc. Con chia sẻ với cộng đoàn nha, cái thủa mà con mổ tim xong đó thì đại khái là trong cái năm đầu đó là mỗi tháng con đều phải chích một cái liều thuốc để nó tránh nhiễm trùng. Thế thì con đi chích lần thứ nhất, chích lần thứ hai, lần thứ ba con tự mua thuốc để con chích luôn. dù sao thì tại vì con cũng có học trong ngành nên là con cũng biết, nhưng mà có nhiều anh em trong dòng bảo trời đất ơi, rồi mày rồi thầy chích như vậy, rồi em chích, anh chích như vậy rồi nó sốc, nó phản vệ thì sao. Mà thôi, chuyện nói chuyện trong tay Chúa, con cũng tự chích cho mình được. Học cách tự chăm sóc cho bản thân. Có những người đàn ông kỳ lắm, lấy vợ cái mọi sự giao phó hết cho vợ, thậm chí giặt giũ quần áo hay là đi đâu. Con có ông anh rể nhé, lúc mà chị con bà bị ung thư nằm ở trong bệnh viện ấy, thế rồi bà coi như là cũng như là giai đoạn cuối rồi, không có chữa được. Thế là gọi ông lên, ông đón xe ông lên mà ông chả mang quần áo gì cả. Bảo trời đất ơi, anh lên đây anh nuôi chị mà không mang quần mang áo lên để anh chăm sóc làm sao. Ông không hề biết. Đấy. Ông không hề biết. Thế rồi cuối cùng lại phải đi mua quần mua áo cho ông ở, mà ông có biết làm gì đâu. Xưa nay vợ chăm sóc mình không à, ông có biết chăm sóc cho ai đâu, chả ai chăm sóc. Thế để bà chị con bảo qua đời cái chưa đầy một năm ông cưới vợ khác. Ông cưới vợ khác mà cái bà thứ hai này được 3 bữa nửa tháng và chán ngấy lên, thế rồi và đuổi ông ra rồi. Ông đuổi ông ra khỏi nhà đó mà không thể chấp nhận được, chẳng biết lo cho bản thân mình. Mình không lo nổi cho mình thì mình lo được cho ai. Đó. Rồi cuối cùng bây giờ thì ông cứ vất vưởng. Rồi cái thứ ba, học cách từ bỏ nỗi đau. Học cách từ bỏ nỗi đau. Học cách vui vẻ và học cách từ bỏ nỗi đau. Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian và thời gian làm người ta quên đi tình yêu. Đừng để quá nhiều ngày hôm qua chiếm hữu ngày hôm nay của bạn. Học cách từ bỏ nỗi đau. Tức là nó thật sự là có những lúc, ngay cả như anh em chúng con cũng vậy, ngồi với nhau rồi đôi khi mình nói những cái chuyện đó, toàn những chuyện tiêu cực. Thì con bảo không, thôi dẹp con một bên đi, bây giờ mình phải nói những cái chuyện tích cực nữa. Đấy. Tức là ví dụ giả sử như là ai đó làm cho chúng ta tổn thương đi. Trời ơi, đi đâu cũng kể nỗi đau của mình, đi đâu cũng kể nỗi đau của mình, kể mới đến bao giờ. Thôi, đau thì cũng đã đau rồi, nỗi thì cũng đã nỗi rồi, chúng ta cho nó qua một bên và chúng ta hãy tập sống. Nỗi đau nó chỉ có giá trị khi chúng ta rút ra một cái bài học, rút ra một cái bài học để chúng ta sống tốt hơn nhé. Chứ thì chúng ta cũng đừng mất quá nhiều thời gian. Ví dụ như là con cũng đang đồng hành với lại một cái em này.
em này em mới thương bố em lắm. Đấy, gọi là em chứ nó cũng 30 mấy tuổi rồi. Thế thì khi bố mất á, ngày nào nó cũng ra nghĩa trang nó khóc. Thì dĩ nhiên trong tháng đầu tiên thì con cũng rất là cảm động. Con nói thật sự con rất là có hiếu. Con rất là có hiếu, con thương ba con. Cái việc con ra nghĩa trang con khóc hàng ngày như vậy thì bằng chứng con rất là thương ba con. Thế nhưng mà sau một năm trời nó cũng vẫn như thế. Thì con bảo ba con cũng chẳng được ích gì với cái việc này của con đâu. Nếu con thương ba con thì hãy làm nhiều việc lành phúc đức cho ba con thì hay hơn là con ngồi con khóc. Bây giờ con đi buôn đi bán con làm gì đi, rồi hàng tháng con xin lễ cho ba con làm bác ái cho ba con thì nó hay hơn là cho con cứ ngồi đó con khóc. Con cứ nhìn hình ba con khóc, con khóc mà con chẳng làm được gì cả, cơm nước con nấu cũng không được thì cũng không được. Học cách từ bỏ nỗi đau. Thứ tư, học cách coi nhẹ được mất. Coi nhẹ được mất. Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng đáng để bạn lạc lối cả. Ví dụ như là chúng ta mất 100 ngàn đi. Trời ơi, cứ đau đau mãi, mất 100 ngàn, mất 100 ngàn. Học cách coi nhẹ được mất. Nếu như chúng ta được 100 ngàn thì chúng ta cũng làm như là rời bể. Câu này nói cho chúng ta rằng là chỉ có cái sinh mạng của chúng ta mới là quan trọng thôi. Chứ còn những cái được cái mất cuộc đời này thì thôi thì cũng vừa vừa phải phải. Ông bà nhà ta thì cũng có một câu rất là hay, đó là của đi thay người. Khi chúng ta mất một cái gì đó thì có một cái lời an ủi, thôi mất của còn hơn là mất mạng. Mất của thì còn hơn là mất mạng. Thế thì được mất cuộc đời này chúng ta cũng nhẹ nhàng, nhất là mất mát. Cứ coi như là chúng ta coi, nếu mà ai đó lấy của chúng ta thì cũng coi như đó là một cái hy sinh chẳng hạn, vân vân. Hay là thôi thì chúng ta cũng coi nhẹ cái mạng của chúng ta là quan trọng hơn. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đấy, đừng có quan trọng áo mặc hay là ăn gì mặc gì. Mạng sống càng trọng hơn áo mặc sao. Học cách coi nhẹ được mất. Thậm chí bố mẹ mình mất nó cũng là một cái tang gia, một cái tang sự đấy, nhưng mà thôi thì âu cũng là cuộc đời ha. Cái điều quan trọng vẫn là tu tâm tích đức, tức là tập làm việc thiện. Rồi thứ năm, học thiện lương. Câu này hay này. Học sống bác ái, học sống tốt. Thiện lương là nền tảng cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà để mất bản tính của mình. Đó là nhân chi sơ tính bổn thiện. Học cái thiện, học cái thiện. Mà cái thiện của chúng ta là cái bác ái. Chúng ta hãy học cho mình có một tâm hồn thánh thiện, tâm hồn tốt lành, có một người có tấm lòng. Cái đó là cái quan trọng. Học làm sao có tấm lòng, đừng có ích kỷ. Hãy sống quảng đại, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Khi chúng ta chia sẻ là chúng ta cho chính Chúa. Học thiện lương. Xin cho mình đừng có ác tâm, đừng có mưu tính. Đừng có ác tâm, đừng có mưu tính, nhưng mà thiện, thiện lương, thánh thiện. 6. Học khoan dung. Học khoan dung. Phụ nữ không phải vì xinh đẹp mới khả ái, mà là vì khả ái nên mới xinh đẹp. Người phụ nữ đẹp không phải là chỉ đẹp bên ngoài, nhưng mà người có tâm hồn đẹp, đó là người xinh đẹp. Người phụ nữ không phải vì xinh đẹp mới khả ái, mà là khả ái nên mới xinh đẹp. Một chút khoan dung độ lượng có thể khiến người ta cảm kích cả đời. Khoan dung tức là chúng ta có thể tha thứ và đón nhận. Khoan dung. Xin cho chúng ta có một tâm hồn thánh thiện, hướng về sự thiện. Chúng ta hướng về sự thiện. Và xin cho chúng ta cũng biết khoan dung là chúng ta có khả năng tha thứ và có khả năng đón nhận. Một người chồng ngoại tình, nếu chúng ta khoan dung là chúng ta có thể tha thứ và đón nhận anh ấy như vậy. Đối với cá nhân con này, con cũng là người được nhiều người nói là có khả năng sống với người khác. Thế thì khi sống với bất cứ người nào, sống với cha phó này, cha phó kia, thì con luôn luôn là khoan dung và đón nhận. Mình đón nhận một ông cha phó như là cha ấy là. Rồi nếu giả như có những cái thiếu sót gì thì mình cũng khoan dung với họ như họ cũng đã từng khoan dung với mình. Tập khoan dung. Rồi thứ bảy, học quý trọng. Học quý trọng. Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn. Hãy tập quý trọng, nhất là quý trọng con người, bởi vì chúng ta không sống mãi với nhau. Đời người đừng có nghĩ là dài nhưng mà ngắn lắm.
Nên là sống với ai thì hãy cố gắng quý trọng người đó, vì có thể ngày mai chúng ta không còn sống với nhau nữa. Con thì con vẫn cứ nói như vậy, mỗi một nhiệm kỳ của anh em chúng con trong là dòng thì khoảng 4 tới 5 năm. Thì con cứ nói thôi mình sống với nhau 5 năm. Và hết 5 năm nay rồi, có thể là cho đến chết mình không còn sống với nhau nữa. Ở trên mạng thì nó có một cái clip là có một cái anh này, anh rất là quý con chó. Đấy, anh thú, nói chung là chó mèo anh nuôi nhiều trong nhà lắm. Thì anh nói là tôi cứ nghĩ là các bé, gọi các chuyện con chó con mèo là các bé nó cũng chỉ sống với mình được khoảng 10 mười mấy năm thôi, chẳng có lâu la gì. Vì thế cái gì có thể mà cho các bé nó hạnh phúc thì tôi cố gắng. Thế thì nếu như con thú mà chúng ta còn yêu thương như vậy thì con người chúng ta phải yêu thương hơn nha. Hãy học quý trọng, nhất là quý trọng nhau, quý trọng nhau. Con phải tập cái này, quý trọng ông bà và anh chị em, quý trọng các bệnh nhân, quý trọng những người già, quý trọng, hãy tập quý trọng nha. Bài học này cũng rất hay nha. Hãy quý trọng, bởi vì tại sao mà khi một người thân mất mà chúng ta khóc nhiều, cũng một phần là chúng ta hối tiếc, chúng ta thiếu đi sự quý trọng. Nên là chúng ta cái nước mắt ấy, nó là cái nước mắt tiếc nuối. Nước mắt yêu thương thì được, chứ cả nước mắt tiếc nuối thì đúng là tiếc nuối nha. Hãy học quý trọng. Và bài học thứ 8, học về dinh dưỡng. Có thân là có bệnh, nhưng nếu bạn có kiến thức và hiểu biết, bạn sẽ phòng ngừa được bệnh tật cho mình và cho người thân, đặc biệt là con cái. Sinh ra làm người là đáng quý, hãy biết quý trọng và bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Hãy biết bảo vệ sức khỏe của mình. Chứa dựng nên chúng ta có thân xác và linh hồn, chúng ta biết chăm sóc linh hồn, chúng ta cũng biết chăm sóc thân xác. Chúng ta biết chăm sóc thân xác thì chúng ta cũng biết chăm sóc linh hồn. Thế thì trong gia đình, ví dụ như là người vợ mà biết về vấn đề dinh dưỡng thì cũng làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Còn đối với cá nhân con thì thật sự thì con cũng không có biết nấu ăn, nhưng mà con có thể mời các cha các thầy lâu lâu đi uống cà phê, đi ăn một bữa ăn ngon. Con nghĩ là chúng ta cũng đừng có loại trừ thân xác, mà chúng ta cũng không loại trừ linh hồn. Chúng ta yêu thương linh hồn, yêu thương thân xác. Chúa dựng nên chúng ta một cái thân xác như thế này. Con thấy là bà chị dâu con nha, bà có cái thằng con nhé, rồi nó đi làm cái tự động một ngày nhá, cái nó đi nó nhuộm tóc đỏ lên như vậy. Thế bà về mà chửi nó quá trời, bảo tao xanh mày ra tóc đen chứ không phải là tóc đỏ. Mà tại sao mày làm gì nó ra cái tóc đỏ? Tao xanh mày ra là mày là tóc đen. Thế thì cái điều này nó cũng cho thấy là phải trân trọng cái gì mà Chúa đã ban cho mình. Đừng có làm hại cái đó. Thế thì Chúa dựng lên chúng ta một cái thân xác lành lặn như thế này, làm gì đi ăn chơi cho nó què tay què chân, đâu có được. Thế thì con thấy 8 bài học này cũng quá là hay ha. Nên là con đọc cho cộng đoàn nhé. Chúng ta ghi nhớ, thứ nhất là học vui vẻ. Thứ nhất là học vui vẻ. Đây, đâu mất rồi. Rồi, thứ nhất là học vui vẻ. Thứ hai là học chăm sóc bản thân mình. Học chăm sóc bản thân mình. Thứ ba là học từ bỏ nỗi đau. Bố mẹ có mất thì đau đấy, nhưng mà chúng ta có thể gạt qua một bên để chúng ta làm nhiều. Thay vì ngồi mà khóc thì chúng ta hãy làm nhiều việc thiện. Học từ bỏ nỗi đau nha. Chứ có thất tình thì cũng có khả năng gạt bỏ qua một bên. Thứ tư, học coi nhẹ được mất nha. Học coi nhẹ được mất. Ví dụ như là người thân của chúng ta vô tình là mất của chúng ta 100 ngàn, của chúng ta cũng làm úi hết cả lên. Đôi khi 100 ngàn nó còn lớn hơn tình bạn. Không được. Học coi nhẹ được mất. Học thiện lương. Học thiện lương. Học khoan dung. Thứ sáu là học khoan dung. Thứ bảy là học quý trọng. Và thứ tám là học về sức khỏe. Đấy là 8 cái bài học này con thấy cũng rất hay. Học vui vẻ. Học vui vẻ. Thứ hai, học tự chăm sóc bản thân. Thứ ba là học từ bỏ nỗi đau. Thứ tư là học coi nhẹ được mất. Thứ năm là học thiện lương. Thứ sáu là học khoan dung. Và thứ bảy là học về dinh dưỡng, để tự biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Chúa dựng nên chúng ta có thân xác, có linh hồn. Chúng ta cũng phải biết chăm sóc cái thân xác của chúng ta làm sao cho nó lành lặn, cho nó đẹp. Cũng như là chăm sóc linh hồn của chúng ta cho thánh thiện. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.